Đây là các bạn, nhân vật chính của mình đây. Đó là nhân vật chính của mình đó các bạn. Thì mình đã mua cái bàn lo để mình thay cho cái chiếc lo này nha các bạn. Chiếc lo này á là chiếc lo 30 nha. Nhưng mà xui của mình con cái là cái gân lo nó mục hết rồi. Và cái này do nó bị giống như người ta làm một cái vật nặng gì đó, ta rớt nó làm rách cái này nè, mỏ nó bị gãy hết rồi. Thì mình không thể nào mình tận dụng thì mình xài được nữa, nên mình quyết định mình bỏ nha. Mình sẽ thay một cái khác. Thì mình đã tiến hành mình gỡ keo, mình cạy keo hết đó các bạn. Thì cái lo này, cái này vẫn còn các bạn, cái này vẫn còn nè. Cái này là cái nhện vẫn còn. Rồi cái con á thì mình gỡ ra thì cái con vẫn còn sống nha. Cái con này mình gỡ ra vẫn còn sống nè, nên mình tận dụng lại. Thì cái con này là cái con gin luôn á các bạn, cái con gin theo lo luôn nè. Thì cái con này hình như mỏng mình đo hình như 34 gì các bạn, 34.5 25 gì đó. Thì cái con này nó cũng nhỏ thôi. Thì cái lo 30. Thì cái lo này á nè, cái từ rất là lớn. Cái từ này là 140 nè các bạn. Lo GSU gì nè. Lo này cũng công suất rất là lớn á. Thì mình để làm một cái lo này, mình chế cái lo kéo nè các bạn. Thì mình tận dụng nó đây. Thì cái mũ này mình sẽ để dưới đây nè các bạn, thì nó sẽ vừa luôn nha. Các bạn thấy rất là vừa luôn, tại vì cái này giống như là mua đủ đúng một bộ đó mà. Đây, thấy rất là vừa nha các bạn. Thì bây giờ các bạn coi cái con này các bạn gắn vô nó có vừa hay không nè. Thì mình nghĩ là đảm bảo là cái con này nó sẽ bự hơn rồi đó. Tại cái mũ lo này á, hình như cái lỗ người ta sẽ khoét nhỏ hơn các bạn, cái nhỏ hơn chút nè. Nha, đó. Đây. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình phát cái lỗ này nha các bạn, phát cái lỗ này cho nó bự ra. Đó, mình thấy cái lỗ này nó bự hơn nè. Đó, nó bự hơn chút nha, mình không thể nào mình cắn được đâu. Mình mới tiến hành phát cái lỗ này. Thì mình sẽ tiến hành mình gỡ ra nha. Thì cái này các bạn lấy cái mũ dính cái keo nè, đút ở đây mình chùi hết những cái bụi bặm trong cái từ ra nha, cái từ bên trong này nè. Thì nó rất là nhiều bụi các bạn, tại vì giống như xài 5 tháng là những cái mạt, những cái bụi rồi những cái rỉ sét rồi các bạn, nó sẽ rớt ở đây nè. Nếu các bạn không kỹ là các bạn cái lo bạn nó sẽ không có thời gian đó, chứ cái dễ bị sao không, nó rất là dễ bị cái nó cạ vô cái con nữa nha. Vì mỗi lần các bạn làm thằng cực, các bạn thấy gỡ mình gỡ ra rất là dơ nè. Thì các bạn chùi sạch hết nha. Thì xong cái phần đó nha. Rồi tới cái phần ở chỗ này nè các bạn. Đây, thành cái con nè các bạn. Thì mình có làm dấu nè. Thì cái đường vẽ này là cái đường chiếu không, cái đường mình có vẽ đường xanh này nè, là nên cái từ con này các bạn. Đây từ con này nè, đây cái đường vẽ này nè. Thì các bạn gắn vô, tại do cái này là cái thiết nha, chứ nếu mà nó bằng một cái loại kia bằng đồng á thì các bạn nhìn thấy xuyên qua được nha. Nếu bạn thiết thì các bạn nhìn thấy nó không xuyên qua được nha. Thì cái con mới nha các bạn, mình sử dụng con mới thì chúng cũng giống vậy thôi. Thì ở đây nó gì nè các bạn, các bạn gắn vô đây, mình đưa cái gâu ra nha, để cái gâu này mình cẩn thận các bạn, đừng bị gãy nha. Mình đưa đây đó, các bạn gắn vô đây á, các bạn nhích lên nha. Ví dụ như cái con này dày nè, để làm dấu này là ngay cái đường con để mình cắt nè. Thì các bạn nhích lên cho mình là khoảng 1/3. Thì các bạn dù như 2 phần, mình sẽ để 2 phần ở dưới, 1 phần nằm ở trên, nó nằm ngay đây các bạn. Thì cái từ nè mình để nè, các bạn nhìn thấy trên cái con nè. Thì cái con này nè, mình sẽ chừa nó lên đây thêm một chút xíu nha. Tôi chừa lên dư lên chút nữa. Đây mình sẽ làm nha các bạn.
Đây các bạn, xong rồi các bạn, mình để qua một đêm rồi các bạn, thì cái keo này nó hoàn toàn khô rồi nha. Thì các bạn nhìn thấy đây, mình đã dán cái râu lo cũng dán rồi nè các bạn, thì sẽ dính vừa nè, thì mình đã dán hết rồi. Thì thì dán thì nó không được đẹp lắm nhưng mà nhìn cũng được nha các bạn. Thì bây giờ mình tự giống như mình tự ở nhà mình sửa lo để cho mình xài ở nhà thôi, nên mình cũng không có kinh doanh gì nên mình làm nó cũng không có được đẹp lắm. Thì đây những cái miếng này mình chưa gỡ ra nè các bạn, thì bây giờ mình sẽ gỡ hết những cái đầu để cho nó sẽ gỡ hết cái đầu chim, lót cái chim này ra nha. Thì đây các bạn thấy nè, đây mình nhận xuống là nó không còn cạ nữa nha các bạn. Đây đó. Các bạn nhận xuống nha, nhận xuống nó không cạ nè đó. Thì mình cũng chưa dán cái mũi ra luôn, tại giờ mình sẽ test cái âm thanh. Thì cái con này là 35 các bạn, 35.5 cái gì nè, con này là con gin của cái lo luôn. Thì cái màng cũng chỉ mình thay cái màng thôi, cái màng này rất là dày nha các bạn. Thì các bạn mình thấy mình dán nè, thì qua một đêm thì hoàn toàn nó khô hết rồi các bạn, thì nó cứng đều hết rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ test cái âm thanh này thử nghe các bạn.